Em khác có hỏi gì không? Bệnh án này có phần bệnh sử chúng ta sẽ lưu ý làm rõ lại ha, là bệnh nó đang nằm nghỉ nhưng mà trước đó ta có làm gì hay không ha. Rồi khó thở thì mức độ của nó đang nằm mà ngồi đó là gì, tiếng khó thở nghe thấy kỹ là rồi sau đó là đau ngực ha. Đau ngực tức là liên quan đến mức độ khó thở mức độ nào. Để chúng ta biết là cái khó thở này thúc đẩy cơn đau thắt ngực hay là khó thở và cái đau ngực là một vì nhân suy tim, mà suy tim nặng thì có thể đang nặng tích tức vùng ngực của suy tim thôi, còn nếu mà khó thở thúc đẩy cơn đau thắt ngực thì bệnh nhân sẽ có cơn đau thắt ngực mô tả cái thụ kính đau. Đó là cái phần bệnh sử. Còn cái tiền sử thì chúng ta khai thác thêm bệnh nhân tiền sử có từng suy tim chưa, tức là có tăng huyết áp rồi có bệnh van tim, có suy tim chưa, hay là tăng áp dưới thở van này cùng lúc không, hay là nói cái nào có trước cái nào có sau, để biết là cái tăng áp này có gây suy tim chưa và gây thở van không, hay là tăng áp và thở van hay lá thực thể. Rồi điều trị cụ thể bằng thuốc gì và lý do gì điều trị không liên tục. Còn phần khám á, khám tim thì chúng ta lưu ý là khám tim không đều á, thì phải mô tả nó là cái gì nó là ngoài thâm thu hay là nó lồi lõm nhịp hoàn toàn. Trên lâm sàng thì thường có hai loại nhịp tim không đều, nên hai loại chúng ta đang cần phải phân biệt, đó là một là ngoài thâm thu, hai là loạn nhịp hoàn toàn. Cái bệnh nhân của chúng ta là cái loạn nhịp nó là cái gì, nếu nó không đều thì nó là loạn nhịp hoàn toàn, chẩn đoán sơ bộ loạn nhịp hoàn toàn mới được, chúng ta đi không đều mà tóm tắt bệnh án chẩn đoán là nhịp hoàn toàn thì nó không phù hợp đó, đó là bệnh nhân ghi cái loạn nhịp nó là loạn nhịp gì, ngoài thâm thu hay là loạn nhịp hoàn toàn. Rồi mình tóm tắt bệnh án, tóm bệnh án thì bệnh nhân này là bệnh nhân này có suy tim không, người ta khó thở người ta mới vô viện, cái đó bệnh nhân tóm tắt bệnh án có suy tim không, đúng không? Giờ cái khó thở đi vô đâu, đúng không? Loạn nhịp hoàn toàn là phải khám, loạn nhịp hoàn toàn này tóm tắt bệnh án loạn nhịp hoàn toàn không được, rồi người ta ghi nhận không đều mình tóm tắt bệnh án loạn nhịp hoàn toàn này nó không đúng đó. Tức là nghe tim mà loạn nhịp hoàn toàn thì tấm tắc bệnh án mới ra loạn nhịp hoàn toàn. Rồi cái đau ngực thì đưa vô cơn đau thắt ngực. Rồi mà bệnh nhân có bệnh lý van tim, van tim này thì phải khám kỹ xem âm thổi thì nó là cơ năng em nói thực thể với cái nào 36 nó không có lan, không có thấy lan hay không lan, mà cái hai này đương nhiên là cơ năng hay thực thể thì thay đổi tư thế đôi khi cơ năng nó vẫn không mất đâu, do đó mà xem nó hướng lan của nó như thế nào để biết nó âm thổi tâm thu này hay thực thể thì tóm tắt bệnh án là dưới phân tên của cái âm thổi tâm thu, còn nếu mà cơ năng thì không đưa vô trong cái phần tóm tắt bệnh án là dưới phân tên. Rồi cái nữa là bệnh nhân này có suy tim không, đang vô diện gì khó thở không, rồi có suy tim không, nên là khó thở cho nó ra đau ngực. Bây giờ mình tâm đắc mình ăn mất thiếu khó thở mất thiếu rồi.
tiền sử là trong áp nhở hay lá thì lúc đó mới chẩn đoán sơ bộ rồi. Ở bên hai lá châm nhân tăng huyết áp đúng không? Biến chứng là loạn hoàn toàn đúng không? Tức là hở lá và cái tăng huyết áp, hai cái bệnh đó đều đưa đến biến chứng loạn hoàn toàn. Rồi bệnh nhân này có suy tim không? Tức là loạn hoàn toàn cộng với suy tim á, suy tim. Tức là đúng đắn mình án trong chẩn đoán châm bộ nhân này có suy tim, nó phù hợp, còn nếu không có suy tim thì đưa vô đây nó không phù hợp. Tức là không có bệnh nha. Những cái bệnh tâm đắc mình án này không có cái dấu hiệu nào gây cái khó thở cả. Chẩn đoán về cái hội chứng bệnh cấp thì biện luận thì chúng ta biện luận cái hội chứng bệnh cấp là gì, là đau ngực không, mức độ cường độ, nhưng mà thời gian nó không phù hợp chưa đủ thì chưa loại trừ được cái hội chứng bệnh cấp thì mới đề nghị cần lâm sàng. Các lần âm gian gần như bình thường đúng không? Chỉ có cái điện tâm đồ điện đồ là một cái rung nhĩ, nhưng tiền xem mình nhân dấu hiệu có dấu hiệu của cái thiếu máu cơ tim không á, thiếu máu cơ tim trên điện tâm đồ vị tê nó dẹt dẹt không á, không nếu là vậy tê ở bên 56 nó dẹt xuống, nó tức là tê nó đã dương lên V3 rồi, V4 nó đã dương rồi, bên 56 nó dẹt xuống, đó là một cái dấu trong những dấu hiệu mà kèm với cái móng cơ tim trên điện tâm đồ không? Rồi, trên xem tim mà có hở hai lá 2,5/4. Nhưng mà ông mô tả cơ chế hở van thì chúng ta cũng không biết là hở van hai lá là cơ năng hay là thực tải nữa. Nếu mà buồn tim nó không giãn thì khả năng nó là ở thực tải, nếu buồn tim nó giãn thì lúc đó không biết nó là thực tải hay là cơ năng. Thì đó cho nó xác định, cho nó xác định là gì? Hở van hai lá cộng tăng áp cộng với bệnh mạch vành mạng, tức là ba bệnh đó vừa hở lá vừa tăng áp và bệnh mạch vành mạng, ba bệnh đó mới biến chứng rung nhĩ nha, rung nhĩ cộng suy tim mia 2 có thở là phải ngồi đó, trong âm gian này mia 2 mia 3 ba, cái một tiền sử trước đó thì mình đã có mức độ khó thở mức độ nào không? Thì đó mới điều trị. Thì đầu tiên là bệnh nhân là có tăng huyết áp, bệnh mà bệnh mạng rồi suy tim rồi ở hai lá rồi luôn nghỉ không? Đầu tiên là chúng ta điều trị suy tim, nhân vô khó thở mà điều trị suy tim, chúng ta xem các thuốc điều trị suy tim nhân này có thể sử dụng được không? Thứ nhất là kiểu có sử dụng được không? Là kiểu mức độ khó thở lúc vô viện thì hiện tại đang còn mức độ nào không? Em anh ta sử dụng cái thuốc lợi tiểu. Nhưng mà hiện tại là giảm khó thở nhưng mà còn khó thở không? Không. Nếu sử dụng lợi tiểu được thì chúng ta sử dụng lợi tiểu nào? Tùy theo mức độ ứ dịch. Ứ dịch nhiều thì chúng ta có thể sử dụng cái lợi tiểu quai. Còn nếu đó ổng thì chúng ta có thể sử dụng là tiểu khác Doteron rồi sẽ tăng cường cái hiệu quả điều trị suy tim. Cái thứ hai là thuốc điều trị suy tim nó là nitrat để chúng ta điều trị suy tim. Cái thứ ba nó là ức chế miễn dịch mọi cái thụ thể. Thì đây là chúng ta dùng những cái thụ thể. Rồi cái thứ tư nữa là điều trị bệnh nhân suy tim thì có thể dùng cái chạng beta, nhưng bệnh nhân này cũng cân nhắc giữa cái lợi của chạng beta để điều trị suy tim, bệnh hoạch vành tăng áp, và cái bất lợi là cái bệnh
Thì mình đã nói bệnh nhân có hở van hai lá đó. Bệnh nhân này có chức chứng máu còn tốt, chúng ta có thể sử dụng liều thấp. Sau đó theo dõi mức độ suy tim, nếu cải thiện tốt thì chúng ta dùng tiếp, sử dụng cái liều thấp thôi chứ không cần phải tăng liều đâu, cứ dùng cái liều để bảo vệ cơ quan đích thôi, chứ không phải tăng đến liều tối đa được. Đó là các hướng điều trị suy tim. Và cái nữa đánh giá mức độ suy tim bệnh nhân là suy tim mà còn chút tấm máu bảo tồn đó. Thì chúng ta có thể cân nhắc cho thêm cái thuốc điều trị suy tim, đó là nói trên là T2 nhé, T2 là vẫn có thể cho được. Nhưng ở trên là T2 này điều trị cái suy tim mà còn chút tấm máu giảm, đối với những trường hợp suy tim khác chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Nhưng là những trường hợp bệnh nhân là suy tim một chút tấm máu bảo tồn thì chúng ta vẫn có sử dụng được. Đó là các thuốc điều trị suy tim. Rồi từ cái thuốc điều trị suy tim đó, bây giờ là bệnh nhân tăng áp thì chúng ta chỉnh liều, tức là chỉnh liều loại tiểu và chỉnh liều cái chế thủ thể để đạt được cái huyết áp. Rồi kế đến là điều trị cho bệnh mạch vành. Mạch vành thì chúng ta dùng các thuốc điều trị suy tim nó đủ chưa? Mạch vành thì ngoài cái loại tiểu, ngoài cái nitrat trong điều trị suy tim, muốn chế thủ thể của dạng beta, thuốc mạch vành thì chúng ta sử dụng cái thuốc mà ổn định lipid máu đó. Rồi cái nữa là cái hở van hai lá, hai lá thì chúng ta từ chỉ bảo tồn là chúng ta dùng đến cái thực tế để bảo vệ bảo tồn, từ chỉ bảo tồn tức là chưa cần phẫu thuật. Và cái thứ năm mới là bệnh nhân có cái rung nhĩ, thì chúng ta xem chúng ta có dùng cái thuốc để khống chế tần số thấp, hiện ta đã dùng dạng beta, không, để khống chế tần số thấp và vừa điều trị tăng áp, vừa điều trị bệnh mạch vành, vừa bảo vệ cơ quan đích là người nhà máu nhịp tim. Bên cạnh đó thì bệnh nhân rung nhĩ thì chúng ta cần phải dùng thuốc kháng đông. Nhưng này rung nhĩ là có hở lá thì chúng ta có thể sử dụng cái thuốc kháng nguyên can. Mà theo dõi cái hiệu quả thuốc kháng đông bằng xét nghiệm cái DNA, tức là chúng ta thử xét nghiệm chức năng đông cầm máu trước khi chúng ta sử dụng thuốc kháng nguyên can, sau đó là mình theo dõi bằng cái DNA là đủ để mình theo dõi cái thuốc kháng đông có hiệu quả không. Thì dùng cái kháng nguyên can thì cái thuốc có hiệu quả thì DNA ta đạt từ 2 đến 3, và thấp đó thì chúng ta chỉnh tăng liều lên, còn cao đó thì chúng ta giảm liều xuống, là duy trì cho nghe nằm trong giới hạn từ 2 đến 3. Chúng ta điều trị trong 5-7 ngày thì chúng ta thử cái nghiệm DNA một lần nhé. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta theo dõi cái chức năng thận bên trong đồ, là chúng ta dùng loại tiểu và cái chế trung tải ảnh hưởng đến chức năng thận bên trong đồ thì khoảng 3-5 ngày ta kiểm tra, cho nó 1 tuần kiểm tra, cho nó mỗi 2 tuần ta kiểm tra. Nếu mà nó đang muốn tốt mà không ảnh hưởng gì vậy đến chức năng thận không, rồi mình thường kiểm tra duy trì tiếp các cái thuốc. Đó là cái điều trị cái suy tim cho bệnh nhân vừa có tăng áp, vừa có hở lá, vừa có bệnh mạch vành, còn rồi mình nghĩ nha, đó là chúng ta xem bệnh nhân mình nó có cả 5 cái chủ đề. Bệnh bệnh tim cũng có, bệnh tăng áp cũng có, bệnh mạch vành cũng có, đó là 3 bệnh lý chính, mà 2 cái nhóm biến chứng đó là suy tim và rối loạn nhịp tim. Trong bệnh lý tim mạch suy tim thì chúng ta cũng xoay quanh 5 chủ đề đó thôi. Một bệnh nhân có thể có đủ 5 chủ đề, nhưng bệnh nhân này đủ 5 chủ đề, tức là vừa có bệnh van tim, vừa tăng áp, vừa bệnh mạch vành, đó là 3 cái nhóm bệnh chính, và 2 nhóm biến chứng là suy tim và rối loạn nhịp tim. Hiện nay bệnh nhân suy tim nếu mà nằm mà khó thở hay ngồi vậy thì nó là như nhà ba rồi, và cái rung nhĩ. Chúng ta xem lại trình bày, ví dụ điều trị một cái suy tim mà phân chứng đóng máu giảm, từ chẩn đoán đến điều trị, cách sử dụng các cái thuốc trong cái điều trị suy tim, cái quan trọng là đây sử dụng cái lợi tiểu là 1 nè, cái chạm beta là 2 rồi, dung xin làm ba ba cái nhóm thuốc rồi tại biết cách sử dụng trên từng bệnh nhân một, rồi với cái cách sử dụng với lại tiểu bệnh nhân nào thì dùng 1 thuốc, bệnh nhân nào thì dùng 2 thuốc,
beta thì thời điểm nào thì chúng ta có thể cho dạng beta cho nó phù hợp nhất, chứ không phải lúc nào cũng cho là được đâu. Phải biết được đúng thời điểm ta cho. Đó, và cái thứ ba là cách sử dụng cái digoxin trong những chu kỳ những hợp cần thiết thì chúng ta có thể sử dụng digoxin. Rồi rồi chu kỳ thì bước kia cái mức độ chu kỳ theo phải biết được tiêu chuẩn chẩn đoán chu kỳ tiêu chuẩn nào ha, và cái phân mức độ chu kỳ theo giai đoạn ABCD ra làm sao, phân chu kỳ Nanoha nó ra làm sao, và cái phần cái mức độ chu kỳ dựa vào cái phân tích tấn máu đó. Tức là tiêu chuẩn nào chúng ta cũng phải nắm, chứ không phải chỉ nắm theo cái Nanoha không cũng được, hoặc là theo cái giai đoạn không cũng được, chúng ta nắm cả ba. Rồi đọc thêm cái bài rung nhĩ nha, rung nhĩ chúng ta có bài hệ tự nguyên nhân tiêu chuẩn chẩn đoán rung nhĩ trên điện tâm đồ hoặc rung nhĩ chẩn đoán chung các nguyên nhân rung nhĩ, mà lưu ý là rung nhĩ thường gặp nó là cái gì, phải không? Rồi rung nhĩ ít gặp phải kiểm tra những nguyên nhân rung nhĩ thường gặp. Rồi tiêu chuẩn chẩn đoán rung nhĩ trên điện tâm đồ gồm những cái gì? Rồi mà rung nhĩ mà nó muốn tắt đều, trường hợp nào mà rung nhĩ tắt đều xem được những cái vấn đề nó làm sao nắm được các nguyên tắc điều trị rung nhĩ, nó đem cái trình tự của cái điều trị rung nhĩ một chiều nào không giới thần tố thất là như thế nào, một chiều người biết khói ra làm sao, rồi một chiều mà điều cho là như thế này. Rồi lưu ý là cách sử dụng của thuốc kháng đông, nó nhân rung nhĩ, nó nhân ung bình lý văn tim thì phải đánh giá cái sát vá làm sao, là đánh giá lượng nguyên tơ xuất huyết làm sao để chúng ta lựa chọn thuốc. Biết cách sử dụng cái nhóm kháng viêm ca và nhóm nô ắc á, nô ắc trong nhóm nhân lượng nhỉ. Dạ, các em hỏi gì thêm gì bệnh nhân nữa không? Nó khám bao nhiêu em? Chúng ta thì đang nghỉ ở đây.